Anh chồng ơi, chồng ơi, chờ hại vợ chứ nấu anh. Thì hiện tại nó đang ngồi ở trong kho anh em. Thì xe này là xe của cô game. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái màu này nè. Đây, xe nó mới thay dàn áo mới anh em. Nhưng mà tôi thấy nó đơn điệu quá. Tụi nó đang hát xong, tôi thấy đơn điệu quá cho nên tôi sẽ dùng màu này. Tôi vẽ qua văn lên trên cái xe này cho nó đẹp hơn anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái màu này ra anh em. Ok anh em, thì hiện tại là xe nó có màu đỏ rồi. Nên tôi sẽ vẽ bằng thêm màu này, khỏi vẽ màu đỏ anh em. Đây, giờ tôi sẽ vẽ màu cam lên trước anh em. Đây, vẽ ra anh em. Cho nó cái nền trước rồi sau đó mới vẽ qua văn anh em. Tôi ngại thật anh em, tôi chỉ vẽ một bên thôi để cho nó không thấy bên kia, cho nó thấy. Chiều nay nó ra thì tôi sẽ cho nó thấy bên đây. Màu này là vẽ lên mũ, chỉ cần lấy khăn ướt lau là ra anh em. Vẽ một bên như vậy cho đừng phát hiện nha anh em. Tại ngoài trời đang mưa, mới tạnh. Thì vẽ hai màu nha anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ vẽ màu xanh lên nha anh em. Đây, xanh nè. Giờ mình vẽ màu xanh lên nha anh em. Vẽ bên đây thì nó sẽ không thấy. Hiện tại nó đang hát ở trong. Bởi vì tôi sẽ chỉnh cái tiếng cho nó khác để bị dính bản quyền nhạc nha anh em. Tôi trang trí cho xe này của nó mới thay dàn áo mới. Tôi nghĩ là nó sẽ không thấy đâu anh em. Chỉ có khi nào mà tôi đi qua đây mới thấy thôi. Thì chiều nay tận mưa nó ra đập, nó chạy về thì nó sẽ thấy nha anh em. Tôi đợi vẽ gì xong cái đợi khô tôi sẽ lên mấy cái hoa văn này nè. Đây, hiện tại là tôi đã lên được gì rồi nè. Thì chúng nó đợi màu khô tôi sẽ dùng màu đen lên hoa văn nha anh em. Ok anh em, hiện tại nó đang gan anh em. Nhưng mà nó vậy. Nó đang gan. Ok anh em đi. Hiện tại là nó đã phát hiện nha anh em. Đây, màu sắc rất là đa dạng, rất là sinh động cho chiếc xe. Thôi, đừng đuổi đây, ướt lò mày. Ok anh em thì tôi thấy tôi thấy xe nó mới thay dàn áo cho nên tôi sẽ cho nó rửa xe nha anh em. Đây, xe rất là đẹp luôn, xe lên full lên titan, cam xanh. Kìa, kìa. Ok anh em thì hiện tại là cô Gin đang rửa xe đó, rất là mới luôn nha anh em. Nhờ tôi mà nó mới mới được vậy chứ đâu có dễ dàng gì mà mới được vậy đó, rất là mới luôn. Còn cây kiên nữa đó. Má còn biết gì nữa không ạ? Cứ rửa đây. Nhìn đi. Thôi đừng. Xà bông vô ngu, xà bông vô cho nó sạch sẽ. Xà bông vô kêu đừng. Nhãn hàng Omo tài trợ chương trình này nha bạn. Bạn muốn mua đây. Mày mày lao không ra gì mà chửi sụm. Nhầm biến lao chết mẹ. Đừng lao, bữa nãy tao để im vậy luôn đi. Tao để im gì đẹp với mẹ, tự nhiên lao ra. Kia luôn, lỡ rửa rồi, rửa hết đi. Không, rửa nửa bên thôi, bên kia bỏ. Rồi. Dép này đủ má, tao búng vô lại một cái hen. Tao phun một miếng cái hen. À, còn vẽ phần quả văn nữa, mày ngủ ra chi bay. Tao soạn phun màu đen chứ, vẽ quả văn cái bi ra. Không, không. Múc giùm miếng nước rồi. Anh em không phối hợp gì hết hả? Ai rửa xà bông mà múc giùm miếng nước rồi. Thì sẵn rửa máy đầu luôn. Ồ, xe mới thật. Xe đi qua. Mới lên bồ nghe nè. Ốc luôn rồi nè. Mới lên bồ. Rồi, bồ lên ốc titan luôn.
rất là dữ. Đó, tôi tạo điều kiện cho anh ấy gửi xe mà anh ấy còn chở gỗ thôi. Nãy đang gửi tôi ra làm mà tao biết làm, sợ thằng Vinh quýnh. Mày dạng quá rồi. Cái đeo được dục sao nó giải cái tay nha bạn. Tao qua đây say goodbye. Má gỡ bên đây cái bỏ một phần, cái quanh kia gỡ. Nên gỡ xe rất là kỹ luôn. Ok bạn, nếu bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ nha bạn.